Trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 22 tháng 2 năm 2024. Và chương trình tin tức ngày hôm nay sẽ do Lương Mỹ Linh và Lương Minh Châu phụ trách. Ngay bây giờ, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Mở đầu là phần tin liên quan đến thế giới, thưa quý vị. Hội nghị Ngoại trưởng khối G20 thảo luận về các vấn đề nóng vào ngày 21 tháng 2, các ngoại trưởng của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu trên thế giới, tức là hội nghị G20, những người này đã đến Rio de Janeiro của Brazil để tham dự hội nghị, thảo luận về các cuộc xung đột trên thế giới và cách thức cải cách các tổ chức đa phương. Đây là cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh thường niên của G20 do Brazil chủ trì. Tổng thống Brazil là ông Lula da Silva đã nêu ưu tiên hàng đầu của khối trong năm nay, đó là cải cách quản trị toàn cầu cùng với hạn chế biến đổi khí hậu và giảm nghèo. Tuy nhiên, với các cuộc xung đột đang tiếp diễn ở Ukraine và giải Gaza, giới ngoại giao không lạc quan về khả năng các nước thành viên G20 sẽ dễ dàng thống nhất về những cuộc xung đột trên thế giới hiện nay. Nhà ngoại giao Brazil là Mauricio Lirio cho rằng, thế giới đang chứng kiến các cuộc xung đột mở rộng chưa từng thấy, thiếu quản trị để ứng phó với các thách thức toàn cầu. Ông nhận thấy tinh thần chung ủng hộ cải cách Liên Hiệp Quốc, trong đó Brazil ủng hộ mở rộng Hội đồng Bảo an, trong khi đó, một quan chức ngoại giao của Âu Châu cho biết, cuộc gặp lần này là phiên bản để chuẩn bị cho khả năng cải cách đa phương và phân tích, tháo gỡ các vấn đề. Cuộc họp kéo dài 2 ngày ở Rio, bắt đầu từ ngày 21 tháng 2, với bản báo cáo đánh giá về tình hình toàn cầu và các cuộc xung đột đang diễn ra, trong đó có xung đột ở Ukraine và Gaza. Và đây cũng sẽ là lần đầu tiên Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Blinken và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov gặp mặt nhau trực tiếp kể từ hội nghị các ngoại trưởng khối G20 diễn ra vào năm ngoái ở New Delhi của Ấn Độ. Tình báo Nga đang mạnh trở lại sau nhiều thất bại Trong bài viết Tình báo Nga đã trở lại và lợi hại hơn xưa, báo The Economist Anh Quốc cho rằng các cơ quan tình báo của Nga đã rút ra bài học từ những sai lầm trong hai năm qua bằng chứng do viện nghiên cứu hoàng gia anh thu thập liệt kê ra loạt vụ việc của nga như cơ quan an ninh liên bang nga trước đây đã cho điện kremlin một cái nhìn lạc quan về chuyện chiến sự giữa nga và ukraine sẽ diễn ra như thế nào phóng đại những điểm yếu nội bộ của ukraine họ đã thất bại trong việc ngăn chặn các cơ quan phương tây thu thập và công khai kế hoạch của nga nhằm tấn công ukraine Cơ quan tình báo Nga cũng bị suy yếu ở châu Âu do khoảng 600 thành viên bị trục xuất khỏi các đại sứ quán. Ít nhất 8 tình báo bất hợp pháp, các giới chức tình báo hoạt động không có vỏ bọc ngoại giao, thường đóng giả không phải người Nga cũng đã bị lộ. Tuy nhiên, nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh cho biết, cuối năm 2022, Nga nhận ra rằng họ cần thay đổi cơ quan tình báo của mình. Nước này đã giao cho ông Sergei Kiryanko, Phó chánh văn phòng Điện Kremlin phụ trách các ủy ban có ảnh hưởng đặc biệt. Những cơ quan này phối hợp hoạt động chống lại phương Tây và sau đó đo lường hiệu quả của chúng. Sự thay đổi nhân sự của Nga dường như đã tạo ra các chiến dịch tuyên truyền chặt chẽ hơn. Chẳng hạn ở Moldova, các nhà nghiên cứu nhận thấy nỗ lực đưa thông tin sai lệch, từng rải rác trước đây, nhằm ngăn Moldova gia nhập Liên Âu đã trở nên nhất quán và tập trung hơn vào năm ngoái. Các chiến dịch của Nga nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ của châu Âu dành cho Ukraine cũng đã gia tăng, trong khi đó cơ quan tình báo quân đội Nga cũng đánh giá lại các hoạt động của mình. Liên Âu thông qua gói trừng phạt Nga và đụng đến cả các công ty Trung Quốc. Liên Âu vừa thông qua một gói trừng phạt thứ 13 với Nga và lần đầu tiên đụng đến các công ty của Trung Quốc với cáo buộc là đã giúp cho Nga có được những mặt hàng cấm. Các biện pháp trừng phạt còn nhắm vào các công ty ở nhiều nơi trên thế giới với các bộ cung cấp cho Nga, công nghệ tiên tiến và mặt hàng quân sự được sản xuất ở tại Liên Âu, đặc biệt là các linh kiện máy bay không người lái. Nhóm các công ty ngoài nước Nga chủ yếu bị trừng phạt do giúp Nga né tránh lệnh trừng phạt của Liên Âu. Thông tin cho biết, các công ty từ thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Hàn, Trung Quốc cùng các quốc gia khác cũng nằm ở trong danh sách trừng phạt. Gần 200 cá nhân và tổ chức, chủ yếu đến từ Nga, được Liên nâu thêm vào trong vòng trừng phạt mới nhất, nâng bản danh sách đen lên đến là hơn 2.000 pháp nhân. Liên Âu trước đây đã cố gắng trừng phạt một số công ty có trụ sở ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã lên tiếng phản ứng, khiến cho một số quốc gia thành viên của Liên Âu dè dặt. Mối quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn giữa Nga và Trung Quốc và cuối cùng cũng đã thúc đẩy các nhà ngoại giao ở Brussels phải đưa ra biện pháp quyết đoán hơn. Theo số liệu hải quan của chính phủ Trung Quốc, thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã đạt được mức cao kỷ lục là hơn 204 tỷ Mỹ Kim vào năm ngoái, vượt qua mục tiêu là 200 tỷ mà hai nước đã đặt ra. Trùm băng đảng Ecuador sống như vua trong nhà tù. Ông trùm Jose Aldo Fomacias còn được biết đến với cái tên Fito, đã vượt ngục vào tháng 1 năm 2024, đến nay chưa rõ tung tích. Trước cuộc đào tẩu này, một số video về khu vực giam giữ của Fito cho thấy, dù ngồi tù nhưng thủ lĩnh băng đảng khét tiếng của Ecuador có hẳn một đàn gà trọi và thậm chí tổ chức tiệc sinh nhật linh đình. Một bức vẽ mà treo trên tường phòng giam với dòng chữ bạc hoặc chì dường như là lời cảnh báo cho nhân viên nhà tù buộc họ phải lựa chọn hoặc nhận hối lộ hoặc bị bắn. Với phòng tắm đầy đủ tiện nghi, giường cỡ lớn và tủ lạnh mini, phòng giam của Jose Adolfo Macias, trùm băng đảng Los Choneros của Ecuador, giống như một phòng khách sạn hơn một phòng giam trong nhà tù La Regino. Ở đây còn tốt hơn ở nhà, ông ta sống như một vị vua, một người lính thốt lên trong một video là Gigino là một trong năm cơ sở tạo nên khu nhà tù lớn ở thành phố cảng Guayaquil. Những cáo buộc tham nhũng xoay quanh cuộc sống xa hoa của Fito trong tù, đặc biệt là về lý do tại sao người này có thể ở lại nhà tù an ninh trung bình thay vì nhà tù an ninh tối đa. Theo đài CNN, hình ảnh cuộc sống tiện nghi đằng sau sông sắt của Fito cho thấy hệ thống nhà tù của Ecuador đã trở thành trụ sở cho các nhóm tội phạm. Trong vòng chưa đầy một thập niên, các băng đảng này đã biến đất nước yên bình trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất ở Mỹ Latin. Trong lĩnh vực kinh tế, làm phát ở tại Canada đã bất ngờ giảm xuống dưới 3%. Tỷ lệ lạm phát của Canada đã xuống một cách đáng ngạc nhiên trong tháng 1 vừa qua và đây có thể là dấu hiệu để cho ngân hàng trung ương của quốc gia này xem xét cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến. Theo báo cáo của cơ quan thống kê Canada công bố, chỉ số giá tiêu dùng đạt được mức 2.9% trong tháng trước, giảm khá sâu so với mức 3.4% trong tháng 12. Đây được coi như là sự bất ngờ bởi nhiều chuyên gia kinh tế trước đó đã đưa ra dự báo là mức lạm phát trong tháng đầu năm nay ở Canada sẽ là khoảng 3.3%. Tổng tướng Trudeau đã gọi số liệu lạm phát mới nhất này là một tin tốt lành và bày tỏ hy vọng là ngân hàng trung ương sẽ sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất. Chính phủ Canada đang phải gánh chịu sự giận dữ của người dân về giá cả chi phí sinh hoạt cao trong vòng 2 năm qua, khi nhiều gia đình chuẩn bị gia hạn các khoản thế chấp với lãi suất cao hơn. Chính phủ của Đảng Tự do hy vọng việc cắt giảm lãi suất trong năm nay sẽ hạn chế gánh nặng tài chính, đồng thời giúp cho họ lấy lại được sự ủng hộ từ người dân dành cho đảng này từ năm 2021. Còn số lạm phát trong tháng 1 được đánh dấu bằng việc giảm bớt áp lực về giá cả trên bình diện rộng. Giá hàng tiêu dùng thiết yếu chỉ tăng với tốc độ là 3.4%, trong khi giá nhiên liệu thì giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá nhà đất vẫn còn là vấn đề thách thức lớn, với mức tăng 6.2%. Giá nhà thuê cũng tăng thêm 7.9%, nhưng nhìn chung thì giá tiêu dùng ở Canada không bao gồm giá nhà ở, chỉ tăng có khoảng 1.5% so với cùng kỳ của năm trước. Chi phí vận chuyển tăng vọt vì các tàu né biển đỏ. Giá cước vận tải đã tăng 150% trong 45 ngày qua, sau khi nhiều nhà vận tải biển phải chuyển hướng tàu tránh đi ngang biển đỏ. Một báo cáo từ cơ quan xếp hạng tín dụng Ấn Độ cho biết, việc tuyến hàng hải qua biển đỏ bị gián đoạn, xuất phát từ làn sóng tấn công của phong trào Houthi ở Yemen, khiến các doanh nghiệp chủ yếu kinh doanh thương mại quốc tế sẽ phải chịu mức tăng 25% đến 30% đối với chi phí vận chuyển và giao nhận hàng hóa. Hơn nữa, chu kỳ vốn lưu động có thể tăng thêm từ 15 đến 20 ngày. Tác động nhiều khả năng thấy rõ hơn trong các lĩnh vực nông nghiệp và dệt may. Theo tờ Business Standard phân tích, ông Sujachit Niyogi, giám đốc nhóm phân tích cốt lõi của Ấn Độ, cho rằng dù doanh nghiệp lớn có thể đáp ứng được chi phí gia tăng nói trên, nhưng sự chậm trễ và gián đoạn trong chuỗi cung ứng vẫn là các yếu tố cần theo dõi đối với doanh nghiệp quy mô vừa thách thức có thể tăng gấp đôi cả về chi phí nguồn cung kéo theo chu kỳ vốn lưu động khiến họ không được hưởng lợi nhiều từ việc giá cả hàng hóa giảm bớt Phản ứng ban đầu của chuỗi tác động này theo cơ quan xếp hạng tín dụng Ấn Độ là giá cước vận tải đã tăng 150% trong 45 ngày qua, sau khi nhiều nhà vận tải biển phải chuyển hướng tàu sang đường vòng qua mũi hảo vọng ở cực nam châu Phi, kéo dài hành trình thêm 12 đến 15 ngày. Trong khi đó, theo báo Daily Mail Anh Quốc, giá vận chuyển container toàn cầu đã tăng hơn 300% trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm nay. Số ca mắc bệnh sởi trên toàn cầu đã tăng đến 79%. Tổ chức Y tế Thế giới lên tiếng cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của căn bệnh sởi, với hơn 306.000 trường hợp được báo cáo trên toàn thế giới trong năm qua, tăng 79% so với một năm trước đó. Tiến sĩ Natasha Krolkov, là cố vấn của Tổ chức Y tế Thế giới về bệnh sởi và rubella, cho biết rằng các trường hợp mắc bệnh sởi thường không được báo cáo đầy đủ và con số thực tế vẫn còn cao hơn nhiều. Tổ chức này vô cùng lo ngại về tình trạng này. Để có được số liệu chính xác hơn, Tổ chức Y tế Thế giới đã lập ra mô hình các con số mỗi năm và ước tính mới nhất cho thấy có 9.2 triệu ca bị mắc sởi và 136.000 ca đã tử vong do bệnh sởi trong năm 2022, tăng 43% so với năm 2021. Bà Natasha cảnh báo rằng hơn một nửa số quốc gia trên toàn cầu hiện nay có nguy cơ cao bùng phát bệnh sởi vào cuối năm nay. Ước tính có khoảng 142 triệu trẻ em dễ bị bệnh. Bệnh sởi là một căn bệnh truyền nhiễm cấp tính do một loại virus gây ra, chủ yếu tấn công vào trẻ em. Các biến chứng nghiêm trọng nhất bao gồm có mù lòa, sưng não, tiêu chảy và nhiễm trùng đường hô hấp nặng. Anh thông báo thời điểm phát hành tiền giấy in hình vua để tam. Trong thông báo ngày 21 tháng 2, Ngân hàng Trung ương Anh cho biết chân dung của vua để tam sẽ xuất hiện mẫu tiền polymer mệnh giá 5 bảng, 10 bảng, 20 bảng và 50 bảng. Từ ngày 5 tháng 6 tới, các mẫu tiền giấy mới in chân dung vua George đệ tam của Anh sẽ lưu hành tại nước này cùng với các mẫu tiền cùng mệnh giá in hình cố nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Trên các tờ tiền này, chân dung vua Charles đệ tam được in ở mặt trước và vùng trong suốt của tờ tiền. Mặt sau của bốn tờ tiền sẽ không thay đổi với những danh nhân như nhà văn Jane Austen trên tờ 10 bản, họa sĩ J.M.W. Turner trên tờ 20 bản và nhà khoa học Alan Turing trên tờ 50 bản. Ngân hàng Trung ương Anh nói rõ việc phát hành tiền giấy mới in chân dung vua George đệ tam sẽ diễn ra theo hướng dẫn của Hoàng gia Anh nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường cũng như thị trường tài chính. Vua George đệ tam sẽ là vị quân vương thứ hai có hình ảnh xuất hiện trên các mẫu tiền của Anh. Vua George đệ tam, 75 tuổi, kế vị ngai vàng nước Anh sau khi mẹ ông, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, qua đời vào tháng 9 năm 2022. và sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ thưa quý vị máy bay của hãng United Airlines phải đổi hướng bởi vì bị dọa đánh bom chuyến bay của United Airlines từ New Jersey đến phi trường quốc tế Los Angeles đã phải đổi hướng để sang Chicago của Illinois do bị đe dọa đánh bom vào sáng ngày thứ tư theo CBS New Los tin chuyến bay 1533 chở 202 hành khách cất cánh từ phi trường quốc tế Newark Liberty vào lúc 6 giờ 5 phút và đáp xuống phi trường O'Hare vào lúc 7 giờ 44 phút theo giờ của Chicago. Cảnh sát xác nhận hành khách không được di tản và phi cơ được khám xét ở tại nơi hẻo lánh ở trong phi trường này. Theo báo cáo ban đầu của cảnh sát, có người thấy màu giấy ở trong vòng vệ sinh có ghi rằng phi cơ sẽ nổ tung. Cảnh khuyển phát giác giỏ hành lý khả nghi và cảnh sát đưa robot tới để lấy chiếc giỏ đi nơi khác. Cảnh sát đang thẩm vấn hành khách gửi chiếc giỏ đó. Cảnh khuyển liên kết được mùi ở trên màu giấy đó với chiếc giỏ theo nguồn tin từ phi trường. Cơ quan FBI ở Chicago đang điều tra. Họ ra thông báo cho biết rằng vào lúc này thì không có dấu hiệu nào cho thấy là sắp có mối nguy hiểm cho an ninh công cộng cũng như là cho phi trường O'Hare. Hôm thứ Ba vừa rồi, hành khách ở trên chuyến bay American Airlines cũng khống chế một ông cố mở cửa phi cơ khi phi cơ đang bay từ Albuquerque của New Mexico tới Chicago. Giới lập pháp cảnh báo cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc mở rộng sang công nghệ sinh học các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang giống lên hồi chung cảnh báo về thất bại trong cạnh tranh với Trung Quốc về lĩnh vực công nghệ sinh học, đồng thời cảnh báo về những rủi ro đối với an ninh quốc gia và lợi ích thương mại của Hoa Kỳ khi sự cạnh tranh của hai nước mở rộng sang ngành công nghệ sinh học một số người cho rằng việc cấm cửa các công ty trung quốc sẽ chỉ gây tổn hại cho mỹ các dự luật đã được đưa ra tại hạ viện và thượng viện nhằm cấm các công ty công nghệ sinh học đối thủ nước ngoài đáng lo ngại kinh doanh với các nhà cung cấp dịch vụ y tế tại mỹ được liên bang tài trợ các dự luật nêu tên bốn công ty thuộc sở hữu của trung quốc Tòa đại sứ Trung Quốc cho biết những người đứng sau dự luật có thành kiến về ý thức hệ và tìm cách đàn áp các công ty Trung Quốc với những lý do sai trái. Tòa đại sứ yêu cầu các công ty Trung Quốc được đối xử cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử. Cuộc tranh luận về công nghệ sinh học đang diễn ra khi chính quyền ông Biden cố gắng ổn định mối quan hệ Mỹ Trung đầy biến động, vốn đang bị ảnh hưởng bởi một loạt vấn đề bao gồm chiến tranh thương mại, đại dịch Covid, an ninh mạng và quân sự hóa ở Biển Đông. Ủy ban An ninh Quốc gia về công nghệ sinh học, một tổ chức do Thượng viện Hoa Kỳ thành lập, để xem xét ngành này cho biết dự luật sẽ giúp bảo mật dữ liệu của chính phủ liên bang và của công dân Mỹ, đồng thời sẽ ngăn cản sự cạnh tranh không lành mạnh từ các công ty Trung Quốc. Tổng thống Biden xóa nợ cho 150.000 sinh viên tổng cộng là 1.2 tỷ Mỹ kim. Chính quyền của Tổng thống Biden ngày hôm qua cho biết là họ sẽ tự động xóa khoản nợ sinh viên, tổng số là 1.2 tỷ cho khoảng 153.000 người đã vay. Bộ Giáo dục cho biết, những sinh viên được xóa nợ sẽ nhận được email từ Tổng thống Biden để thông báo về việc xóa nợ. Việc giảm nợ là hỗ trợ mới nhất, là một nỗ lực mới nhất từ tòa Bạch ốc để nhằm giải quyết khoản nợ sinh viên với tổng trị giá là 1.77 nghìn tỷ, sau khi tối cao pháp viện với đa số thẩm phán là bảo thủ mà năm ngoái họ đã vô hiệu hóa kế hoạch xóa nợ cho sinh viên ở trên bình diện rộng của chính quyền Biden. Kế hoạch đó vốn sẽ giúp cho hơn 40 triệu người mang nợ đi học vào thời sinh viên. Mỗi cá nhân xóa được khoản nợ lên tới là 20.000 Mỹ Kim. Với kế hoạch mới nhất này, chính quyền của Tổng thống Biden cho biết đã phê chuẩn việc hỗ trợ khoản vay cho gần 3.9 triệu người đi vay. Nhiều người trong nhóm này đã trả được nợ trong nhiều thập niên. 153.000 người vay có đủ điều kiện được xóa nợ mới nhất là những người đã ghi danh tham gia kế hoạch trả nợ mang tên là Saving on a Valuable Education, tức là SAVE và đã trả dần trong ít nhất là 10 năm qua. Ông Miguel Cardona, Bộ trưởng của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cho biết, nếu bạn đã trả tiền trong một thập niên thì bạn đã hoàn thành phần việc của mình và bạn xứng đáng được tha nợ. Bộ Giáo dục còn cho biết những người đủ điều kiện đã ghi danh tham gia các kế hoạch trả nợ trong ít nhất là 10 năm và ban đầu đã vay 12.000 Mỹ Kim trở xuống để đi học đại học. Tổng thống Biden chỉ trích ông Trump sau phát biểu về ông Navani trả lời phóng viên tại tòa bạch ốc tổng thống joe biden nói rằng cựu tổng thống trump và các thành viên khác của đảng cộng hòa từ chối quy trách nhiệm cho nga về cái chết của ông alexei navani thay vào đó ông trump lại nói rằng cái chết của ông navani khiến ông ấy nhận ra nước mỹ đang xuống dốc như thế nào Tôi xin trích lại lời ông ấy nói, chúng ta là quốc gia đang suy tàn và thất bại. Tại sao Trump luôn đổ lỗi cho nước Mỹ? Ông Biden nói thêm, phương Tây cho rằng Moscow phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Navalny và yêu cầu làm rõ hoàn cảnh Navalny tử vong. Một loạt các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức đã triệu đại sứ Nga. Tổng thống Biden là một trong số các lãnh đạo chỉ trích gây gắt Nga. Còn ông Trump thì không đề cập đến sự việc cho đến khi đăng bài trên mạng xã hội Truth Social hôm 19 tháng 2, cho rằng sự việc giúp cựu tổng thống nhận ra nước Mỹ đang xuống dốc, dù không giải thích rõ mối liên quan khiến ông đưa ra bình luận như vậy. Ông nhấn mạnh những vấn đề pháp lý của bản thân là bất công. Phe Cộng hòa phản đối gia tăng ngân quỹ cho chương trình dinh dưỡng đặc biệt dành cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em. Trong vấn đề ngân sách đầy tranh cãi hiện nay, các đảng viên Cộng hòa ở Hạ viện lên tiếng phản đối mạnh mẽ về việc phân bổ kinh phí bổ sung cho chương trình dinh dưỡng đặc biệt dành cho phụ nữ và trẻ sơ sinh cũng như trẻ em, tức là chương trình WIC bất chấp nỗ lực của chính quyền Biden để nhằm bảo đảm duy trì các nguồn lực cần thiết. Chương trình dinh dưỡng đặc biệt này dành cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em hiện nay đang phải vật lộn với khoản thiếu hụt ngân sách, tức là khoảng 1 tỷ Mỹ Kim. Điều này gây ra cảnh báo cho những người ủng hộ và những người đang thụ hưởng chương trình này muốn là những phụ nữ và trẻ em ở trong gia đình có thu nhập thấp, theo NBC News đưa tin. Chương trình trợ cấp này nổi tiếng về việc cung cấp các thực phẩm chính như là trái cây, rau quả và sữa bột cho trẻ sơ sinh, cùng với việc kết nối những người thụ hưởng với các nguồn lực chăm sóc sức khỏe quan trọng. Chương trình này có lịch sử lưỡng đảng, tài trợ toàn bộ trong vòng 25 năm qua. Chính quyền Tổng thống Biden ban đầu yêu cầu 6.3 tỷ Mỹ Kim để tài trợ toàn bộ cho chương trình trong năm tài chính 2024, với lý do là lượng người tham gia chương trình đã tăng lên và giá thực phẩm cao hơn. Bất chấp nhu cầu rõ ràng trên thực tế, các dân biểu Cộng hòa ở Hạ viện chỉ muốn duy trì ở mức cũ hoặc là thậm chí cắt giảm. Viện cớ lo ngại chi tiêu của chính phủ gia tăng. Nếu chương trình dinh dưỡng đặc biệt dành cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em không nhận, được toàn bộ kinh phí, thì dự đoán rằng có khoảng 2 triệu phụ huynh và trẻ nhỏ đủ điều kiện có thể sẽ bị mất quyền tụ hưởng vào tháng 9, gây ra tác động mạnh trên các gia đình có thu nhập thấp, chiếm tỷ lệ cao trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi và Nam Mỹ. Cậu bé 9 tuổi ở Utah bắn chết người nhà, một đứa trẻ 9 tuổi ở miền bắc Utah bị bắt vì bắn vào đầu một thành viên trong gia đình khiến người này thiệt mạng, AP dẫn tin từ cảnh sát cho biết Cảnh sát thành phố Tuel nằm cách thành phố Salt Lake, 30 dặm về phía Tây Nam đã được điều động đến nhà của gia đình này sau khi nhận được báo cáo một người đàn ông bất tỉnh với vết thương do đạn bắn vào đầu. Giới chức nhanh chóng xác định người đàn ông 32 tuổi này đang trong tình trạng nguy kịch và gấp rút đưa vào bệnh viện, nơi nạn nhân qua đời vì vết thương trí mạng. Một cuộc điều tra sơ bộ diễn ra đưa đến quyết định bắt giữ một cậu bé 9 tuổi. Cảnh sát hiện chưa tiết lộ mối quan hệ gia đình giữa hai người này. Đứa trẻ vẫn chưa bị buộc tội và cảnh sát cũng chưa xác định được tên của cá nhân nào. Cảnh sát từ chối chia sẻ thêm thông tin chi tiết về các tình huống xảy ra xung quanh vụ nổ súng, bao gồm cả việc liệu vụ nổ súng có được điều tra như một vụ giết người hay không. Đã tìm thấy thi thể của bé gái bị mất tích ở Texas trên sông. Thi thể của Audrey Cunningham, một bé gái 11 tuổi biến mất khi đang trên đường đến trường ở tiểu bang Texas, đã được tìm thấy mới đây ở trên sông Trinity, theo cảnh sát trưởng là Byron Lyons cho biết. Ông Lyon sẽ nói với các phóng viên ở cuộc họp rằng thi thể của Odrio được tìm thấy ở sông Trinity dưới quốc lộ 59. Thi thể của bé được đưa đến văn phòng giám định y tế ở quận hạt Harris và các giới chức đang điều tra về nguyên nhân cái chết. Giới chức địa phương cho biết là họ đang trong quá trình chuẩn bị lệnh bắt giữ một người bạn của bố nạn nhân là Don Stephen McDougall, 42 tuổi. Đồng thời nói thêm rằng họ tin rằng cáo buộc giết người này sẽ là phù hợp. Don Stephen McDougal đã bị bắt từ cuối tuần trước vì một tội nghiêm trọng không có liên quan. Theo cảnh sát trưởng thì McDougal, một người bạn của người cha của bé gái, đã cung cấp cho các nhà điều tra danh sách những nơi ông đã đến nhưng không tiết lộ thi thể của cô gái ở đâu. Cảnh sát trưởng cho biết thêm là chính quyền cũng sử dụng dữ liệu điện thoại di động và video để giúp tìm thấy thi thể của cô bé. cảm ơn quý vị khán tinh giả với những làn sóng của đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu con trai út ông Hun Sen làm phó thủ tướng Campuchia Quốc hội Campuchia vừa bổ nhiệm ông Hun Mani con trai út của ông Hun Sen làm phó thủ tướng của chính phủ do anh trai Hun Manet lãnh đạo Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khun Sudari thông báo hôm 21 tháng 2 sau khi toàn bộ 120 dân biểu dự họp bỏ phiếu ủng hộ ông Hun Mani Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm được Quốc hội Campuchia tiến hành theo đề nghị của Thủ tướng Hun Manet để bổ nhiệm ông Hun Mani làm Phó Thủ tướng thứ 11 trong chính phủ. Ông Hun Mani, 41 tuổi, đang là Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Công dân Campuchia. Ông là con út của cựu Thủ tướng Hun Sen và là em trai Thủ tướng Hun Manet, 46 tuổi. Với động thái này, chính phủ Campuchia hiện có 11 phó thủ tướng và 23 bộ trưởng. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2023 tại Indonesia, hồi tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Hun Manet cho biết Campuchia đã đưa ra quy hoạch tổng thể về kinh tế nhằm bảo vệ nền hòa bình, đẩy nhanh phát triển nhằm đạt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2050. Iran cung cấp cho Nga 400 phi đạn các loại Hãng thông tuấn Reuters đưa tin rằng hai quốc gia bị Hoa Kỳ trừng phạt, đó là Iran và Nga, đang hợp tác quân sự với nhau. Trong đó, Iran đã cung cấp cho Nga khoảng 400 phi đạn. 400 phi đạn mà Iran gửi cho Nga bao gồm có nhiều loại, trong đó có phi đạn Zofaha. Các chuyên gia cho biết là Zofaha có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách từ 300 đến 700 cây số. Các chuyến hàng bắt đầu vào tháng 1 năm nay, sau cuộc họp diễn ra vào cuối năm ngoái giữa các giới chức quân sự và an ninh của Iran và Nga diễn ra ở cả Tehran và Moscow. Một giới chức quân sự Iran giấu tên cho hay có ít nhất là 4 chuyến hàng phi đạn đã giao và trong tuần tới sẽ có thêm một số phi đạn được gửi tới Nga bằng tàu qua biển Caspian và số khác sẽ được chuyển bằng máy bay. Hội đồng Bảo an đã từng có hạn chế đối với hoạt động xuất cảng một số phi đạn và máy bay không người lái cũng như các công nghệ khác của Iran. Tuy nhiên, các hạn chế này đã hết hạn hồi tháng 10 năm ngoái. Chỉ có Hoa Kỳ và Liên Âu vẫn giữ nguyên tắc biện pháp trừng phạt đối với chương trình phi đạn đạn đạo của Iran, với lý do lo ngại Iran xuất cảng vũ khí cho các lực lượng ủy nhiệm ở Nga và vùng Trung Đông. Nhà phân tích Gregory Brill ở tại công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group nhận định, mối quan hệ Nga và Iran mang tính chất giao dịch. Cụ thể, để đối lấy máy bay không người lái, thì Iran mong đợi Nga cung cấp vũ khí tiên tiến, đặc biệt là các máy bay hiện đại. Máy bay chở khách Trung Quốc ký được hợp đồng lớn. Đại diện của hãng máy bay Trung Quốc Comac tuyên bố bên lề triển lãm hàng không Singapore rằng họ đã bán được một số lượng lớn máy bay C-919. Máy bay chở khách thương mại C-919 của Trung Quốc đã có màn trình diễn ấn tượng tại lễ khai mạc triển lãm hàng không quốc tế Singapore Airshow. Đây là lần đầu tiên C-919 của Trung Quốc thực hiện chuyến bay bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Máy bay C919 được Trung Quốc cấp phép bay thương mại vào tháng 5 năm 2023 và cho đến nay vẫn chỉ mới được khai thác trên một số tuyến bay nội địa. Các chuyên gia trong ngành hàng không cho biết C919 là bước đột phá đối với tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc COMAC và có thể trở thành thách thức lớn đối với sự độc quyền trên thị trường hàng không thương mại dân dụng của Boeing và Airbus. Đại diện Comac cho biết họ đã ký thỏa thuận cung cấp 40 máy bay C-919 cho hãng hàng không Tây Tạng. Những chiếc C-919 có thể chở tối đa 192 hành khách với tầm bay lên đến 5.644 cây số. Theo Christian Schreger, giám đốc điều hành mảng kinh doanh máy bay thương mại của Airbus, C-919 của Trung Quốc có thiết kế không khác lắm so với những dòng máy bay chở khách của Airbus và Boeing đã có trên thị trường. Ông cũng cho rằng C919 sẽ không tạo nên biến động quá lớn đối với thị phần máy bay thương mại toàn cầu. Trong khi đó, nhà phân tích Chris Olin của North Coast Research nói với CNBC rằng các chuyên gia trong ngành tin rằng các vấn đề của Boeing, đặc biệt là máy bay 737 MAX, mang đến cơ hội sớm cho Comac. Bệnh nhân ở tại Nam Hàn bất bình khi có đến 9.000 bác sĩ đã đồng loạt xin nghỉ việc. Bệnh nhân ở Nam Hàn đã bày tỏ nỗi vất thất vọng và tức giận khi họ gặp khó khăn trong việc khám và chữa bệnh, khi có đến gần 9.000 bác sĩ nội trú xin nghỉ việc trong vòng 2 ngày. Cụ thể có 8.816 bác sĩ nội trú, chiếm hơn 70% số bác sĩ trẻ ở Nam Hàn đã nộp đơn để xin nghỉ việc tập thể trong vòng 2 ngày qua để nhằm phản đối việc chính phủ đưa ra chương trình cải cách đào tạo ngành y, kêu gọi tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y thêm 2.000 người kể từ năm tới. Ngoài ra hơn 7.800 bác sĩ nội trú khác không đến bệnh viện trong ngày 21 tháng 2, bất chấp lệnh gọi trở lại làm việc của chính phủ. Họ quyết định xin nghỉ việc hàng loạt do lo ngại kế hoạch tăng số lượng sinh viên trường y sẽ tác động tới chất lượng dịch vụ y tế cũng như ảnh hưởng đến thu nhập và địa vị xã hội của họ. Các nguồn tin y tế cho biết, việc bác sĩ nội trú đồng loạt nghỉ việc đang làm dấy lên lo ngại về thiếu hụt dịch vụ y tế khi các phòng phẫu thuật ở tại 5 bệnh viện đa khoa lớn nhất ở Hán Thành bị giảm đến 50% công suất. Các ca phẫu thuật bị giảm một nửa tại Bệnh viện Severance ở trung tâm Hán Thành, Bệnh viện San Mary, trung tâm y tế Asan ở phía nam và đông của Hán Thành đều giảm đến 30% năng lực phẫu thuật. Ông Yeo Siu Kik, bệnh nhân động kinh ngoài 50 tuổi, bày tỏ nỗi tức giận. Khoảng một nửa số phòng bệnh dường như là trống rỗng, đó gần như là hành động bỏ mặc bệnh nhân, ngay cả khi họ sẽ sớm tử vong nếu như không được phẫu thuật lập tức. Chính phủ đang điều tra xem ai đứng đằng sau về việc kích động cuộc biểu tình tập thể như thế này. Nghi vấn phi đạn Bắc hàng được lắp linh kiện Mỹ, châu Âu, một tổ chức theo dõi vũ khí ở Anh công bố báo cáo ghi nhận, xác của phi đạn Bắc hàng được tìm thấy ở Ukraine được lắp đa số các linh kiện có dấu của những công ty đặt trụ sở ở Mỹ và châu Âu. Báo cáo của tổ chức nghiên cứu vũ khí tại vùng xung đột cho thấy, Bắc Hàn vẫn có thể tiếp cận các linh kiện của phương Tây cho hoạt động chế tạo vũ khí, bất chấp hàng rào cấm vận nghiêm ngặt lâu nay. Trong đó 75% số linh kiện có liên quan với các công ty đặt nhà máy ở Mỹ và 16% đến từ những công ty ở châu Âu. Phần nửa số linh kiện được ghi chép có in mã ngày sản xuất và hơn 75% số mã cho thấy ngày sản xuất từ năm 2021 đến năm 2023. Dựa trên ngày sản xuất, tổ chức nghiên cứu vũ khí của Anh kết luận, phi đạn được tìm thấy ở Kharkiv không thể được lắp ráp trước tháng 3 năm 2023. Bình Nhưỡng và Moscow chưa bình luận về thông tin trên. Tháng 1, Tòa Bạch Ốc cáo buộc Bắc Hàn cung cấp phi đạn, đạn đạo và bệ phóng phi đạn cho Nga và Moscow đã sử dụng số vũ khí này ở Ukraine. Nợ Iran hơn 250 triệu Mỹ Kim tiền dầu, Sri Lanka đã trả nợ bằng các trà đặc sản. Sri Lanka tiết lộ là nước này đã xuất cảng số trà trị giá là 20 triệu Mỹ kim sang Iran để trả một phần khoản nợ là 251 triệu Mỹ kim tiền mua dầu. Colombo cho biết ngoại trưởng của Tehran hài lòng với thỏa thuận này. Văn phòng thủ tướng Sri Lanka, Dinesh, cho biết trong một tuyên bố, sau cuộc hội đàm giữa ông và ngoại trưởng của Iran là ông Abdolahiian, thỏa thuận đổi trà lấy dầu được chốt vào tháng 12 năm 2021 nhưng việc xuất cảng sau đó đã bị trì hoãn do khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng ở Sri Lanka. Khủng hoảng đã khiến cho tổng thống của Sri Lanka lúc đó là ông Rajapaksa phải từ chức vào tháng 7 năm 2022. Thỏa thuận trao đổi hàng hóa cho phép Iran vốn đang bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây tránh về việc phải sử dụng lượng ngoại tệ có hạn của họ để chi trả cho việc nhập cảng loại trà được ưa chuộng. Sri Lanka đã tuyên bố vỡ nợ với khoản nợ nước ngoài lên đến là 46 tỷ mỹ kim vào tháng 5 năm 2022. Đến đầu năm ngoái thì đảo quốc Ấn Độ Dương này nhận được gói cứu trợ trị giá 2.9 tỷ mỹ kim từ quỹ tiền tệ quốc tế. Sri Lanka nổi tiếng với trà Ceylon là đặc sản được đặt theo tên của thời thuộc địa của quốc gia Nam Á. Loại trà đen này chiếm gần một nửa lượng tiêu thụ trà ở Iran. Khủng hoảng bất động sản thương mại Mỹ bắt đầu ảnh hưởng đến Nam Hàn. Sự suy giảm của thị trường bất động sản thương mại Mỹ, vốn đã ảnh hưởng đến các ngân hàng ở New York, Nhật Bản và châu Âu, đang bắt đầu ảnh hưởng đến Nam Hàn, với khoảng lỗ khoảng 750 triệu Mỹ Kim đã được các tập đoàn tài chính lớn của nước này xác nhận. Theo dữ liệu nhận được từ các công ty Nam Hàn, tổng số tiền đầu tư vào bất động sản thương mại ở nước ngoài của 5 công ty tài chính lớn của Nam Hàn cho đến nay đã đạt hơn 15 tỷ Mỹ Kim, con số này chỉ bao gồm các khoản đầu tư do chính các công ty thực hiện và không bao gồm các quỹ bất động sản ở nước ngoài bán cho khách hàng. Trong số các tập đoàn tài chính hàng đầu năm hàng, tập đoàn tài chính Hana có mức rủi ro lớn nhất, tiếp theo là tập đoàn tài chính KB và tập đoàn tài chính Shinhan. Hana có thành tích tệ nhất cho đến nay với tỷ lệ hoàn vốn được đánh giá trên các khoản đầu tư ở mức âm 12%. KB và Nonhub cũng ghi danh tỷ lệ hoàn vốn thấp hơn âm 10%. Trong số hơn 15 tỷ mỹ kim được các tập đoàn tài chính nam hàng đầu tư, 56% được trải rộng ở Bắc Mỹ. Lĩnh vực bất động sản thương mại đang chịu áp lực nặng nề trên toàn cầu khi lãi suất tăng cao trong vài năm qua khiến giá bất động sản tại Mỹ, thị trường bất động sản thương mại lớn nhất thế giới, giảm 11% kể từ tháng 3 năm 2022. Mối lo ngại gần đây đã leo thang khi giá trị tài sản sụt giảm bắt đầu ảnh hưởng đến các ngân hàng không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới. Tín hiệu lớn đến với việc giá cổ phiếu của Bancorp tại New York Community Bancorp giảm gần 40% vào ngày 31 tháng 1. Giá cổ phiếu lao dốc sau khoản lỗ bất ngờ hàng quý của người cho vay là 252 triệu Mỹ Kim, dẫn đến một trong những đợt bán tháo cổ phiếu ngân hàng Mỹ lớn nhất trong khu vực. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam thưa quý vị người sử dụng mạng xã hội việt nam đang lan truyền một hình chụp x quang được cho là của bệnh nhân phạm minh chính và được cấp cứu được cấp cứu của bệnh viện nghệ an trong lúc ông phạm minh chính vốn là thủ tướng của việt nam được ghi nhận là vắng mặt ở tại nhiều cuộc họp trong suốt tuần qua theo tấm ảnh bệnh nhân mang tên là minh chính dường như là bị gãy lìa cánh tay trái nối với bả vai và phải mổ cấp cứu giờ chụp x quang nhưng chi tiết về ngày tháng và họ của bệnh nhân minh chính đã bị lọt ra khỏi khung hình nếu thủ tướng chính và bệnh nhân minh chính là một, hiện nay chưa rõ vì sao mà ông này lại bị gãy tay ở tỉnh Nghệ An. Facebooker Hoàng Dũng là người thông thạo tin tức chính trị của Việt Nam, đưa tin trên trang cá nhân rằng ông chính bị xe máy đâm làm gãy tay trong lúc trốn đoàn tùy tùng để làm việc riêng ở tỉnh Nghệ An. Ông Hoàng Dũng yêu cầu tin đồn này cần phải cho điều tra và công bố sớm. Nhưng tại Việt Nam, theo điều luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, thì thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước là bí mật quốc gia. Theo ghi nhận của các báo Việt Nam, ông Chính đã không chủ trì các cuộc họp quan trọng của chính phủ hoặc là ký công văn nào từ ít nhất là 4 ngày qua và các phó thủ tướng làm thay. Lần gần nhất thủ tướng Chính có xuất hiện trên hình ảnh của các báo là ngày 15 tháng 2 khi ông diễn cảnh xuống đồng cấy lúa ở tại một cánh đồng ở huyện Ninh Giang của tỉnh Hải Dương. Người Việt dẫn đầu các sắc dân xin tị nạn tại Úc theo thống kê của Bộ Nội vụ Úc, số lượng người lao động Việt Nam có thị thực vĩnh viễn trong năm 2021 đến 2022 là khoảng 6.500 người, trong đó bao gồm lao động tay nghề cao được công ty bảo lãnh, chính phủ tiểu bang bảo lãnh với mức lương tối thiểu áp dụng từ tháng 7 năm 2023, gấp 14 lần so với thu nhập trung bình của người lao động ở Việt Nam. Khi gần hết hạn visa du lịch, nhiều người chuyển sang diện visa tị nạn chính trị để được ở lại Úc lâu hơn và có thể đi làm một cách hợp pháp. Thị thực này dành cho những người đến Úc bằng thị thực hợp lệ và muốn xin tị nạn. Chỉ trong 5 tháng cuối năm, số người Việt liên tục đứng đầu trong số các sắc dân xin tị nạn và 3 tháng khác đứng thứ hai. Hai nước theo sau là Ấn Độ với 2.391 người xin tị nạn và Trung Quốc là 2.134 người. Luật sư Lê Đức Minh, một người Úc gốc Việt, hành nghề luật sư di trú, bày tỏ ngạc nhiên về con số này. Mặc dù ông theo dõi rất sát sao tình hình chính trị tại Việt Nam, theo ông số hồ sơ xin tị nạn chính trị nộp tại tòa đại sứ Úc ở quốc hội, từ Thái Lan hay ở tại nước Úc tăng lên theo sau những biến động chính trị như những phong trào biểu tình chống Trung Quốc hay các cuộc đàn áp nhân quyền của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên năm 2023 theo ông là một năm hết sức ổn định về chính trị. Luật sư Lê Đức Minh nhận định rằng đây là hậu quả của một phong trào lừa đảo rất quy mô từ trong nước. Rất nhiều cá nhân và công ty di trú hoạt động không có bằng cấp và cấp phép của Úc đã đưa thông tin hoàn toàn sai sự thật về những chương trình đi lao động tự do tại Úc. Đặc biệt là các chương trình được quảng cáo là đi lao động nông nghiệp không cần tay nghề chuyên môn và cũng không cần trình độ tiếng Anh. Hầu hết trong số này đều tìm cách xuất cảnh sang Úc, sau đó trốn ở lại để lao động phổ thông như làm việc tại các trang trại, quán ăn. Trong các hồ sơ xin tị nạn của người Việt được Bộ Nội vụ Úc giải quyết trong năm 2023, có 53 hồ sơ được chấp thuận, 942 không chấp thuận, tỷ lệ chỉ 5,6%. Các doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Giang cần tuyển hơn 103.000 lao động trong năm nay, chủ yếu là nhà máy đối tác của Apple. Riêng Foxconn nhận ứng viên học hết lớp 6 trở lên. Làn sóng mở rộng khu công nghiệp cùng với doanh nghiệp tăng quy mô sản xuất, đơn hàng trở lại, kéo theo nhu cầu tuyển dụng ở Bắc Giang ngày càng lớn. Riêng 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải, tức là Foxconn, là nhà cung, cứng, nhà cung ứng linh kiện của Apple, cần tuyển 15.000 lao động cho các nhà máy đặt ở tại hai khu công nghiệp đó là Đình Chám và Quang Châu. Cả năm, doanh nghiệp ghi danh tuyển dụng hơn 27.000 lao động. Chính thức hoạt động ở Việt Nam từ tháng 3 năm 2007, Foxconn đặt các nhà xưởng đầu tiên ở Bắc Ninh, Bắc Giang, rồi mở rộng ra một số tỉnh miền Bắc. Tập đoàn này là mắt xích quan trọng ở trong chuỗi sản xuất thiết bị của Apple. Các công ty sản xuất linh kiện cho Foxconn như là New Wing Interconnect Technology riêng 2 tháng sau Tết đang tuyển hơn 6.000 công nhân. Tương tự, công ty Fukang Technology cần tuyển hơn 13.000 người. Các nhà máy này cần công nhân phổ thông, ưu tiên độ tuổi từ 18 đến 40 và có sức khỏe tốt. Riêng Foxconn, ứng viên học hết lớp 6 trở lên sẽ được nhận vào làm. Mức lương cơ bản cho lao động phân khúc này là 220 mỹ kim, có đóng bảo hiểm xã hội và một số phúc lợi khác. Bà Trương Mỹ Lan cùng 12 bị cáo khác bị truy tố khung hình phạt tử hình. Trong 86 bị cáo chuẩn bị đưa ra xét xử trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng SCB khoảng 20 tỷ mỹ kim, có 13 bị cáo Viện kiểm sát tối cao truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình. Các bị cáo gồm 45 cựu lãnh đạo, giới chức ngân hàng SCB, 15 cựu giới chức ngân hàng nhà nước, 3 cựu giới chức thanh tra chính phủ, 1 cựu giới chức kiểm toán nhà nước bị Viện Kiểm sát tối cao truy tố về các tội, tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Có 5 bị cáo là cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã, và Tòa án Sài Gòn đã phát thông báo kêu gọi 5 bị cáo ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước Việt Nam Cộng sản. Trong 86 bị cáo, có 13 người bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm trung thân hoặc tử hình gồm bà trương mỹ lan và 11 đồng phạm bị truy tố về tội tham ô tài sản bộ luật hình sự năm 2015 bà đỗ thị nhàn cựu trưởng cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước bị truy tố tội nhận hối lộ 5,2 triệu mỹ kim của ngân hàng scb công ty bỏ 300 khách ở phú quốc bị phá sản và hiện nay câu hỏi được đặt ra đó là các đối tác việt nam có thể đòi nợ được không các diễn biến sau vụ bỏ rơi 300 du khách Đài Loan ở Phú Quốc gây ra nhiều bất ngờ. Với việc công ty tuyên bố phá sản, các đối tác Việt Nam đang hồi hộp về khả năng thu hồi nợ lên đến hơn hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Không chỉ nợ, công ty du lịch tổ chức tour cho 292 du khách bị bỏ rơi. We Love Tour của Đài Loan còn nợ Bamboo Airways tiền thuê máy bay đưa khách đến Phú Quốc và trở về trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc của We Love Tour thừa nhận đang gặp khó khăn về tài chính và không có khả năng để bồi thường cũng như là trả nợ. Hiệp hội Bảo đảm Chất lượng Du lịch Đài Loan tố cáo Linh có hành vi cố ý lừa đảo. Văn phòng Công tố Đài Loan cho biết là đã chủ động điều tra vụ án lừa đảo của Linh Da Jun. Trước đó, chính quyền Đài Loan đã đình chỉ hoạt động của We Love Tour trong 3 tháng vì đã khiến cho 292 du khách Đài Loan bị bỏ bơ vơ, không có chỗ ăn, không có chỗ ở, thức ăn lẫn phương tiện đi lại ở trên đảo Phú Quốc từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, về vụ trở nệ sự vụ đã trở nên phức tạp hơn khi mà We Love Tour mới đây tuyên bố họ phá sản, không còn tiền để bồi thường cho du khách cũng như là hoàn thành các hợp đồng. Vụ việc tiếp tục lan rộng. Một số đồng nghiệp ở trong lĩnh vực du lịch Đài Loan đã đứng ra vạch trần quá khứ đen tối, cho là rằng Lin Dajun đã lừa đảo từ năm 2011 và nợ nhiều công ty du lịch đồng hương. Số tiền nợ những đối tác ở trong ngành lên đến cả vài chục ngàn Mỹ Kim, Thậm chí ông ta còn bị kiện ra tòa Không chỉ lừa tiền Công ty du lịch ở trên đảo Phú Quốc Mà Linda Jun còn nợ khách sạn Mandiv 60.000 Mỹ Kim Và khách sạn yêu cầu khách phải thanh toán Khi trả phòng trong dịp Tết vừa qua Cảm ơn quý vị khán thính giả với những làn sống của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin địa phương. Hai thanh niên bị truy tố vì cướp hơn 10 tỉ massage ở Los Angeles, Orange County. Hai thanh niên bị liên bang truy tố hôm thứ Ba 20 tháng 2 vì nghi dùng súng cướp hơn 10 tiệm massage ở Los Angeles County và Orange County. Văn phòng công tố Hoa Kỳ ở California ra thông cáo báo chí cho biết bị cáo Andy Suell, 28 tuổi, cư dân Hawthorne, và bị cáo Arturo Morales, 27 tuổi, cư dân Downey, bị truy tố tội cướp của, làm cản trở thương mại và tội dùng súng phạm tội ác. Tội cướp của có thể ngồi tù liên bang tối đa 20 năm, còn tội dùng súng có thể lãnh án chung thân. Hai thanh niên này bị bắt sau khi cướp tiệm massage ở Torrance hôm thứ Sáu tuần trước. Cảnh sát tìm thấy họ tại trạm xăng cách hiện trường chưa tới 2 dặm. Khi cảnh sát tới gần, họ bỏ chạy và vứt bỏ đồ ăn cắp. Khám xét cả hai, cảnh sát thấy bị cáo Morales có khoảng 4.000 Mỹ Kim tiền mặt, còn bị cáo Suella có 400 tiền mặt và mặc đúng bộ đồ từng mặc trong những vụ cướp tiệm massage trước đó khám xét chiếc xe Jeep Grand Cherokee của hai bị cáo này, cảnh sát tìm thấy khẩu súng được báo cáo mất trộm hồi năm 2018. Cảnh sát tin rằng hai thanh niên dùng súng cướp ít nhất 12 tiệm massage khác ở Santa Ana, Reseda, Venice, Orange, Bellflower, Redondo Beach và Torrance từ ngày 12 đến 19 tháng Giêng. Hai bị cáo này dự trù ra tòa sơ thẩm trong mấy tuần tới. Một thanh niên Santana bị bắt bởi vì đã đánh một người đàn ông 60 tuổi bất tỉnh. Một thanh niên Santana vừa bị bắt vừa bị nghi là đánh trọng thương một người đàn ông 60 tuổi trên vỉa hè ở xa lộ Pacific Coast Highway ở Newport Beach, theo nhật báo OC Register đưa tin. Trung sĩ Steve Oberon, phát ngôn viên của sở cảnh sát Newport Beach cho biết vụ tấn công xảy ra vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ ba và cảnh sát chưa cho biết lý do nạn nhân bị đánh. Ông nói rằng khi đến hiện trường, cảnh sát thấy nạn nhân bất tỉnh ở trên vỉa hè của xa lộ chỗ Pacific Coast Highway gần sát với biển, kế bên công viên tiểu bang Crystal Cove State Park. Nạn nhân bị rách đầu và bị chấn thương, mặt có lẽ là do bị đấm. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện, nhưng đến ngày hôm qua thì vẫn chưa rõ tình trạng ra sao. Giới chức địa phương cho biết, không lâu sau khi tới hiện trường, cảnh sát bắt được nghi can Steven Solis, 28 tuổi, là cư dân của Santa Ana, sau khi đánh nạn nhân thì nghi can này đã bỏ chạy nhưng vẫn ở gần đó. Nghi can Solis bị giam vì tội hành hung và hành hạ người cao niên cũng như chơi ma túy và cản trở cảnh sát. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Một ông California đánh cắp xe của lực lượng kiểm lâm ở công viên quốc gia Yosemite và lao thẳng xuống vách đá từ độ cao 200 feet. Đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố một người đàn ông ở California bị buộc tội ăn trộm xe của lực lượng kiểm lâm ở công viên quốc gia Yosemite và tạo ra một cuộc rượt đuổi tốc độ cao trước khi lái xe lao xuống vực. Công tố viên Philip Talbot cho biết trong một thông cáo báo chí rằng Christian Castro, 28 tuổi, đã bị buộc tội trộm cắp tài sản cá nhân, sử dụng trái phép phương tiện cơ giới và bỏ trốn hoặc trốn tránh một cảnh sát nếu bị kết án anh ta phải đối mặt với án tù 13 năm và tiền phạt 510.000 Mỹ Kim. Trong khi chiếc xe kia bị hư hỏng nặng, Claustro vẫn tiếp tục cho đến khi lao khỏi một vách đá rơi xuống đáy hẻm núi 200 feet. Đây không phải là lần đầu tiên khách du lịch bị cáo buộc có hành vi không đúng mực ở các công viên quốc gia của Mỹ. Vào tháng 5 năm ngoái, một con bò rừng con đã phải chết sau khi một người đàn ông lôi nó lên khỏi sông ở công viên quốc gia Yellowstone bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của đài sài gòn tv xin kính chúc quý vị một ngày mới bình an xin trân trọng kính chào